Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp từ sàn La Tô Cần nhận tốc cần có cái hiệu là TRB. Tốc cần TRB này đã cho giao dịch qua cặp USDT với giá là hiện tại là 160 đô cho một tốc cần nha các bạn. Giá khá là cao luôn mà. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả thứ nhất các bạn. Mình các bạn đăng ký và KIC là sàn La Tô Cần nha các bạn. KIC level 2 đem login vào các bạn. Dưới điều kiện các bạn mang tích cho ba chú gạch nè các bạn nhấp vào một profile nè các bạn. Thì các bạn KIC giới thiệu level 2 này nè các bạn là thành công nè các bạn. Rồi thì link video hướng dẫn, link video đăng ký và link hướng dẫn KIC mình để bằng link mô tả nè các bạn. Sau khi các bạn KIC level 2 xong thì các bạn mở list cái phần link thứ hai của mình, mở cái Telegram ra, các bạn bấm nút start nè các bạn. Sau khi bấm nút start nó ra một cái giao diện như này, nó nói là các bạn get tôi cần TRB nè. Và các bạn mở được 5 người UC sẽ nhận được 500 tôi cần TRB. Đây là no, không phải đối với công dân Hoa Kỳ là nó không chấp thuận các bạn. Rồi thì bạn bấm start xong thì các bạn bấm done các bạn. Đối với những bạn nào cũ đã mới làm airdrop trên sàn La Tô Cần thì các bạn điền địa chỉ email vào các bạn. Còn đối với bạn nào cũ thì bấm follow tại Twitter nè. Retweet và comment đi tiếp với tweet các bạn, comment luôn các bạn. Rồi bấm add on check it. Rồi tweet bot các bạn ơi, bấm add on check it. Các bạn join kênh Telegram bấm add on check it. Join kênh channel nữa bấm add on check it. Follow Twitter nó bấm add on check it các bạn. Các bạn gì like Facebook nó bấm add on check it là một chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn follow Twitter bấm add on check it vì mình đã sàn La Tô Cần mình đã làm nhiệm vụ từ lâu rồi, các bạn follow Instagram rồi bấm add on check it các bạn. Rồi sau khi nó hiện ra cái email này là sau này tôi cần nó sẽ phong phối về cái email về sàn là tôi cần cho tất cả các bạn nha bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc cần TRB từ sàn là tôi cần đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha. Kẹo ngon các bạn.